Dạ, chào bác sĩ. Bác sĩ ơi, tôi muốn cắm viêm len cả hàm ấy, tại vì răng của tôi có mấy cái thì bị lung lay, còn mấy cái thì bị mất rồi. Bởi vậy nên là khi ăn cũng không có ngon nữa, và khi mà kiểu như là mình cười ấy, nó không có được đẹp duyên dáng nữa. Thì đối với cái trường hợp của cô á, thì khi mà cô tới á, thì bác sĩ Phúc vừa kiểm tra trên cái phim Convin City mình đã được chụp á, thì thấy cái tình trạng xương là cũng còn tương đối là tốt. Tuy nhiên những cái răng còn lại á, thì hiện nay nó đang bị nhiễm trùng khá là nhiều. Và khám hồi nãy khám trên miệng á, thì thấy nó cũng hơi bị lung lay. Thì như vậy là đối với cái lứa tuổi của cô á, thì bác sĩ Phúc đề nghị là những cái răng này á, thì chúng ta nên nhổ hết và thực hiện phương pháp implant toàn hàm. Thì với cái phương pháp truyền thống á, thì thí dụ mình mất một răng đi thì mình phải cấy một trụ implant, mình mất hai răng mình phải cấy hai trụ, thì như vậy đối với cô thì tương đối là mất 12 răng, mất 12 răng hàm trên và 12 răng hàm dưới. Thì không phải là mình sẽ cấy 12 trụ implant hàm trên và 12 trụ implant hàm dưới, mà mình chỉ cần là ở trên là mình có thể cấy 6 trụ và ở dưới là cấy tối thiểu là 4 trụ, là mình có thể phục hồi lại được là 24 răng. Là đối với cái phương pháp cắm implant toàn hàm hiện đại là nó như vậy. Nói thiệt với bác sĩ là tôi bị tiểu đường. Người ta cứ nói là khi mà làm cái implant này thì sẽ bị nhiễm trùng. Vậy có phải không bác sĩ? Dạ, thì với cái tình trạng mà tiểu đường á, tất nhiên là trước khi mà mình thực hiện cái phẫu thuật implant này á, thì ở phòng khám sẽ cho cô thực hiện là xét nghiệm máu. Và cho cái kết quả đó đưa cho một cái bác sĩ nội khoa để bác sĩ coi trên cái kết quả đó đánh giá lại tình trạng. Thì nếu bác sĩ thấy rằng là với cái mức độ này, tình trạng máu như thế này, thời gian máu chảy máu đông như thế này, có thể thực hiện bao nhiêu trụ implant đó, thì bác sĩ Phúc và bác sĩ nội khoa nó sẽ trao đổi với nhau. Thì từ đó là mình sẽ có cái hướng đi, cái thực hiện phẫu thuật cho nó phù hợp. Thì đối với nha khoa elite ấy, thì ở đây khi mà thực hiện phẫu thuật cấy ghép implant, mà đặc biệt nhất là các phẫu thuật implant toàn hàm á, thì thứ nhất là ở elite là các bác sĩ sẽ sử dụng cái phương pháp là quay BRF, tức là sẽ lấy máu của bệnh nhân để quay, thực hiện đặt vào trong cái máy quay ly tâm á, để quay ra cái huyết tương vào tiểu cầu và cái màng BRF. Thì với các cái màng này á, khi mà mình thực hiện phẫu thuật á, mình trước khi mình thực hiện, mình khâu đóng lại cái vùng mổ á, mình để những cái màng này lên trên, mình che phủ các cái implant, các cái vùng ghép xương lại, rồi mình khâu lại á, thì các nhiều nghiên cứu người ta cho thấy rằng á, là nó giảm cái tỷ lệ nhiễm trùng xuống và nó giúp lành thương nhanh hơn. Rồi ngoài ra là tại đây ở nha khoa elite á, là chúng tôi còn sử dụng thêm là cái máy laser nữa. Tức là sau khi mà đã thực hiện cái phẫu thuật implant xong rồi, rồi sau đó đã sử dụng màng BRF rồi, đã khâu đóng lại rồi, thì chúng tôi tiếp tục chiếu đèn laser nữa. Thì cái đèn laser này lại có nhiều nghiên cứu cũng cho thấy là nó lại kích hoạt cái sự lành thương, nó diễn ra nhanh hơn. Thì như vậy là mình ứng dụng những cái biện pháp hiện đại với nhau, thì nó sẽ giúp là giảm thiểu cái nguy cơ nhiễm trùng xuống thấp nhất có thể. Rồi ngoài ra, ngoài các cái những cái dụng cụ, những cái thiết bị này nọ, thì còn đặc biệt là cái cơ sở vật chất nữa. Thì ở đây là chị có thể thấy là phòng phẫu thuật của Elite Metropole ấy, thì nó hoàn toàn là cái phòng phẫu thuật một chiều, và cái phòng phẫu thuật này là nó nằm riêng lẻ, nó tách biệt, chứ nó không có chung với những cái ghế điều trị khác. Tức là mình có thể thấy là vô đây là chỉ có một cái ghế để cấy cái trụ implant thôi, đó là cái phòng phẫu thuật nó nằm riêng. Thì như vậy là nó sẽ giúp làm giảm nhiễm những cái nguy cơ mà nhiễm khuẩn đó. Thì như vậy là với những cái môi trường đã sạch sẽ rồi, trang thiết bị cũng đầy đủ hiện đại, thì khi mà thực hiện cái ghép implant elite ấy, thì nó sẽ giảm được cái sự nhiễm trùng xuống thấp nhất có thể. Thì nghe bác sĩ nói như vậy thì tôi cũng yên tâm hơn rất là nhiều. Nhưng mà tôi muốn hỏi bác sĩ là khi mà mình đi làm ấy, thì mình nên là cần chuẩn bị những cái gì? Thì giống như lúc nãy có nói với chị, trước nhất á, thí dụ đối với mình có những cái bệnh nền á, thì đầu tiên nhất là cần phải có một cái xét nghiệm máu. Rồi với những cái xét nghiệm máu đó rồi á, thì chúng tôi sẽ đánh giá lại coi thử là cái kết quả đó nó có tốt hay chưa, nó có còn cần thêm cái gì hay không, có cần phải khám nội khoa hay không. Đó thì điều đầu tiên nhất là quay lại là phải là cái sức khỏe, cái sức khỏe nền của chị á, là nó có tốt để làm implant hay không. Rồi thì ngoài ra thì chủ yếu là mình chuẩn bị một cái tinh thần thật là tốt nè. Mình ngủ ngon cái đêm trước khi thực hiện phẫu thuật. Rồi tới đây thì tất cả mọi thứ còn lại là đã có elite lo rồi hết rồi. Cảm ơn bác sĩ ạ.